Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối chủ nhật vui vẻ, an nhiên và ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Sự việc nào thì nó cũng sẽ có một cái hồi kết, và mình tin chắc rằng là những điều tốt đẹp nhất, những điều may mắn nhất cũng giống như những điều gì đó được gọi là tấm lòng của tất cả mọi người sẽ luôn hướng về phía của cô ca sĩ. Và chỉ mong ở nơi ấy, cô ấy có thể là an nhiên, hạnh phúc, thảnh thơi, luôn luôn mỉm cười và quên đi mọi ưu sầu, muộn phiền của Dương Trần. Muốn tạo dựng cho các con của mình có được một cái con đường học tập thật là tốt, dù có ca hát được hay là không đi chăng nữa, hoặc là cái đường đời sau này nó còn nhiều cái diễn biến phức tạp lắm. Nên cô ấy lường trước được sự việc, cô ấy nghĩ sâu xa cho các con của mình. Không hát cũng được, nhưng phải có chữ, có nghĩa trong đầu. Con của mình thì vẫn là mãi là con của mình. Mình lo cho nó được ngày nào thì mình hay ngày đó. Mình giúp cho nó có cái chữ, cái nghĩa. Nó học thành tài, nó được bằng bạn, bằng bè. Cơm ăn no, áo mặc ấm. Vậy là ok rồi. Nhưng mà phía bên gia đình của Cờ cũng giống như bản thân của Cờ thì nó nghĩ viển vông hơn. Nó nghĩ rằng là mình là siêu sao hạng A rồi, nên rằng là mình sẽ được một cái level mới, mình sẽ được tất cả mọi người tôn sùng. Mình luôn là một ngôi sao mà làm sao mà mình sống trong cái cuộc sống mà nó tù túng đến như vậy, nghĩ như vậy đó mọi người. Đó. Nhưng mà sống với cô ca sĩ thì phải biết một điều rằng là cô ấy là cái người rất là khuôn khổ. Thương thì rất là thương, yêu thì rất là yêu, lo thì rất là lo, lo từ A tới Z, từ cha lẫn mẹ cho đến con cái, cho đến cháu chắt của nó luôn. Nhưng phải nghiêm khắc, cực kỳ nghiêm khắc. Con mà hư là phải la, phải rầy, phải chỉ dạy cho nó, chỉ bảo cho nó, chứ không thể nào mà im. Nói thẳng ra với mọi người á, là nó sống cùng với lại cố ca sĩ đấy. Chứ nếu nó sống chung cùng với lại bố mẹ ruột nó thì thôi rồi, lỡ mơi rồi. Mà không biết được rằng là bố mẹ của Cờ còn nhớ cái giây phút được gọi là mặc định ấy. Có một người quỳ xuống dưới chân của cố ca sĩ và năn nỉ để cho Cờ ở lại, và để cho Cờ được cố ca sĩ giáo dục, dạy bảo, lo lắng, nuôi ăn nuôi học. Chứ ra ngoài đời là nó rất là dễ hư. Và đến hiện tại bây giờ không biết cái người mẹ ruột ấy còn nhớ được những cái giây phút đó hay là không. Gieo bao nhiêu tiếng sầu, tiếng oán cho người ta rồi, cũng không lên nói một tiếng, một câu, một từ nào. Im lặng như vậy mà nghĩ làm sao mà dạy bảo con của mình được. Mỗi lần dạy thì cứ giống như là ai làm gì làm đi, ai lo cho con túi thì tự lo đi, ai mà nhận nuôi nó thì cứ lo đi, còn tôi không có lo được mấy cái vấn đề đó. Tôi lúc nào cũng im như vậy á. Im như vậy là nhu nhược đó. Im như vậy là không có biết sao để mà lường được. Chồng thì mình nói cũng không nghe. Chồng thì đi nọ đi kia. Mình cũng không thể nào mà mình ngăn cản được. Con á thì nói cũng không nghe luôn. Nói trơ trơ trớt trớt. Nói mà nó không có lọt được cái lỗ tai nào. Nó còn nói mình á là bà đi ra đi. Thì thử hỏi mọi người rằng là cố ca sĩ mà không dạy thì giờ nó thành gì? Siêu nhân xanh hả? Hay siêu nhân biến hình. Bây giờ chúng tôi còn nói về Cờ, có nghĩa là cái câu chuyện này nó vẫn còn đang nóng. Nhưng một khi chúng tôi nghĩ rằng là trong cái câu chuyện này nó đã quá là rõ ràng rồi, gia đình của Cờ ra làm sao, chị hay cháu của Cờ như thế nào, hay là bố mẹ của Cờ như thế nào ra làm sao đi chăng nữa, chúng tôi không thèm quan tâm. Chúng tôi biết rất là rõ gia đình của người ta đang lục đục và xào xáo lắm. Cái nụ cười, cái vẻ bề ngoài của Cờ nó không đánh giá được cái sự hụt hẳn, cái sự hối hận ê chề, cái sự được gọi là muốn quay đầu nhưng quá nhục không dám quay đầu. Chúng tôi biết rất là rõ luôn. Nhưng cuộc đời mình không nên vùi dập bất kỳ một ai. Và mình chỉ nghĩ rằng là nếu như người ta làm sai đối với cố ca sĩ thì người ta sau này sẽ chịu trách nhiệm trước những cái điều đó. Tại vì lục đời mà, mình không thể nào mà mình tránh được. Ngày 1, ngày 2 mình tránh được, nhưng cả cuộc đời về sau thì sẽ không bao giờ. Mình sẽ sống trong cái sự dằn vặt đau khổ, bởi vì mình đã vu oan cho một cái người đã từng giúp đỡ cho mình.
Và khi chúng tôi đã không cần nói đến cái người như vậy nữa, và chúng tôi nghĩ rằng là không xứng đáng để chúng tôi nói về cái nhân vật trong cái câu chuyện này, thì tất nhiên rằng là cái sự việc mà phía fan của Cờ vẫn ngày đêm lên tiếng bảo vệ cho những cái sai của Cờ cũng sẽ bị lu mờ bởi cái tên tuổi của Cờ thôi. Cuộc đời mà mọi người, khi mà mình nhắc nhiều á, thì người ta sẽ nghĩ rằng là cái người đó là quan trọng. Nhưng khi mà không còn ai nhắc nữa, thì câu chuyện nó lu mờ liền thôi. Nghe theo những cái lời của người dân nước lã, những cái người mà luôn đặt nặng cái vấn đề tiền bạc, lúc nào cũng tiền, 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 người ta luôn nghĩ trong đầu rằng là đây là một con chốt, đây là một con chủ bài, rất là ngon cơm đấy. Dựa vào nó là mình kiếm chác ngon lành, mình muốn lên mình làm họ quản lý thế này thế kia luôn. Cô giáo nói sao cũng được, cô giáo vẽ sao cũng nghe. Rồi sau này rồi các bạn sẽ hiểu rõ rằng là cô giáo này có lên được cái chức quản lý hay là không, hay cô giáo có là cái người PI được cho cái người học trò của mình hay là không, hay lại là những cái câu chuyện bác xế, rồi lại chán nản lẫn nhau, rồi lại lục đục, rồi cha con cũng lục đục, mẹ con cũng lục đục, rồi tình thầy trò gì đó cũng lục đục cả luôn. Rồi cuối cùng đường ai nấy đi, đường ai nấy về, phần ai nấy sống. Để nghĩ đến những cái câu chuyện viển vông, những cái câu chuyện lợi nhuận ở phía đằng sau, mà thật sự đến hiện tại bây giờ không có một chút gì được gọi là lợi nhuận, mà chỉ toàn là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ai cũng vậy cả, ai mà giúp cho một người dân nước lã thì người ta cũng sẽ có một cái mục đích. Không có ai mà được giống như cố ca sĩ mà lo từng chi, từng chút một, từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến công việc, học tập, rồi cho tới cả gia đình, cả cháu chắt này nọ, lọ chai của họ luôn. Vậy mà người ta đâu có biết được những cái điều đó đâu. Người ta cứ lên tiếng nói rằng là tại sao bên mình sân si, mà mình có sân si đâu mọi người. Mình nói như thế này là để khuyên nhủ nó, để nó biết được đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng mà cuối cùng rằng là tưởng chừng như là phía fan của nó là tâm bốc nó lên ngút đỉnh trời cao mây xanh rồi, nên họ không có cần đến những lời của mình nói. Thì những cái điều đó thì mình cũng đâu có cần phải giải thích gì nhiều. Nó hiểu rõ nhất chứ. Tiền bạc này nọ, tình cảm ai dành cho nó nhiều nhất thì nó hiểu rõ nhất. Nhưng mà nó không muốn hiểu. Nó muốn tự cao tự đại, nó muốn bay nhảy, nó muốn nghe theo những cái lời mà nó bịa đặt, những cái lời mà nói không đúng sự thật, rồi những cái lời mà vẽ ra những cái câu chuyện cổ tích, làm tiền nó dễ kiếm quá. Một năm, hai năm mà kiếm ra tận mấy tỷ bạc. Bởi vậy nên ta nói là không có biết á, thì dựa cột mà nghe. Không có biết á, thì lắng nghe người ta nói rồi mình hiểu. Đằng này không biết rồi còn không muốn hiểu nữa. Cho nên mấy người đó là mình nói nhiều đi chăng nữa thì cũng vậy thôi mọi người. Còn á, trong thâm tâm của họ là bây giờ đang hối hận, ăn năn hối lỗi, nhưng mà nhục nhã quá không dám quay về để nhận lỗi, nhận sai lầm. Chứ còn phía bên đại diện của cố ca sĩ thì chả có cái lý do nào mà người ta lại có thể là người ta đối xử với nó như vậy cả. Người ta thương nó còn không hết nữa. Các bạn có thấy rằng là những người mà người ta lo lắng cho nó, luôn ngày đêm túc trực, lo cho nó biết bao nhiêu là điều, những cái dự định ấp ủ, rồi chưa kể rằng là những cái bí mật người ta âm thầm người ta làm cho nó, để tạo cho nó cái bất ngờ, rồi rốt cuộc rằng là bất ngờ người ta chưa có công bố thì nó đã chơi một cú thật là sốc đối với phía của cố ca sĩ rồi. Thì thử hỏi mọi người là ai mà đau bằng họ được. Họ buồn chứ, tại vì những cái sự hy sinh của người ta quá là nhiều rồi. Thà ví dụ như mà mình sống tệ, sống lỗi thì không nói. Còn đằng này là họ giúp cho nó biết bao nhiêu là điều, rồi cuối cùng nó quay lại, nó chơi một vố thiệt sự. Không còn một cái từ ngữ nào để mà diễn tả được cái cảm xúc lúc ấy cả. Đến cái phút cuối cùng, cái phút được gọi là phũ phàng nhất, cố ca sĩ đành phải buông tay Cờ ra đấy. Tại vì sao? Tại vì không thể nào níu giữ được nữa.
bởi vì cái quyết định sai lầm, bởi vì một cái sự xúi dục ở phía đằng sau. Tuy nhiên rằng là trên hình ảnh trên Facebook hay là trên những cái trang mạng thế này thế kia thì sẽ có nhiều cái hình ảnh của cờ hơn. Tại vì mọi người biết sao không? Đang trong cái thời điểm được gọi là nóng hổi của scandal mà. Cho nên rằng là người ta dựa vào đó thôi. Còn sau này mà sự việc nó im ắng rồi thì chắc gì người ta đã mời cờ đi hát một show, hai show. Người ta bán vé mà người ta thấy rằng là mờ mờ ảo ảo, không có bán được nhiều vé thì người ta cũng sẽ nghĩ đến cái vấn đề có nên mời người này hợp tác hay là không, có nên mời người này dẫn show diễn hay là không, có tên của người này trong cái show diễn của mình thì sẽ có được nhiều vé bán ra bên ngoài hay là không, hay là có tên mời tốn tiền rồi không có được cái gì cả thì người ta cũng sẽ dè dặt. Lúc đó là có mời hay không là các bạn mới biết được. Bây giờ thì chưa có biết được đâu. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt ạ.